Nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng, sáng nay ngày 15 tháng 6, ông Sal Steele, đại sứ Canada tại Việt Nam, đã đi thăm hợp tác xã nông nghiệp Evero và trại thực nghiệm giống của kỹ sư Hồ Quang Cua, cùng đi với đoàn có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Đến thăm hợp tác xã Evero tại xã Tài Văn, huyện Trần Đề, được thành lập ngày 29 tháng 3 năm 2004 với sự hỗ trợ của dự án nâng cao đời sống nông thôn tỉnh Sóc Trăng do chính phủ Canada tài trợ. Đoàn đã tham quan quy trình thu mua sữa, khâu kiểm tra kỹ thuật trước và sau khi mua sữa tươi của hợp tác xã. Đây là hợp tác xã điển hình của tỉnh trong giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân tại địa phương. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm trại thực nghiệm giống của kỹ sư Hồ Quang Cua ở thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên. Tại đây, đoàn đã được ông Hồ Quang Cua, cha đẻ gạo ngon nhất thế giới năm 2019, chia sẻ công việc nghiên cứu sản xuất lúa thơm. Ông Ngô Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Vĩnh Châu, có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ Phường 1 để đánh giá tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm và định hướng phát triển trong thời gian còn lại của năm 2022. Năm tháng qua, phường 1 xuống giống màu được 275 hectare, diện tích thu hoạch 258 hectare, sản lượng gần 5.000 tấn. Thủy sản xuống giống được 228 hectare với 319 hộ, thu hoạch 57 hectare, sản lượng 269 tấn. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định, đã giao quân được 14 trên 14 công dân, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Ông Ngô Hùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà phường 1 đã đạt được và yêu cầu cần tăng cường công tác kiểm tra trên lĩnh vực môi trường, chuẩn bị chú đáo cho cuộc diễn tập phòng thủ quân sự năm 2022. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2022 và tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Công an tỉnh Sóc Trăng kết hợp với Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an tổ chức chương trình Nghĩa tình với nhân dân tại huyện Long Phú. Đến dự có Đại tá Lâm Thành Son, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, đại diện Cục An ninh Nội địa cùng lãnh đạo huyện Long Phú. Theo đó, chương trình đã tặng 200 phần quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã Long Phú và thị trấn Long Phú, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, gồm gạo, mì gói, các nhu yếu phẩm và 200.000 đồng tiền mặt, trao tặng 4.000 quyển tập, 40 cái ba lô hỗ trợ dụng cụ thể thao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trường Trung học cơ sở Long Phú, xã Long Phú và trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tân Thạnh. Qua đó, nhằm giúp các hộ nghèo giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống và tạo điều kiện để các em học sinh học tập tốt hơn. Cụm thi đua cơ quan đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng đã sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022. Kết quả, cụm thi đua đã tổ chức thành công Tết Quân dân năm 2022 trên địa bàn huyện Thạnh Trị, huyện Mỹ Xuyên, tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Giao quân đạt 100%, đồng thời xây dựng nhiều mô hình hay như giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác huấn luyện, xây dựng chính quy và bảo đảm an toàn trong đơn vị, công tác dân vận khéo trong đồng bào dân tộc, bếp nuôi quân giỏi, cải tạo đất nhiễm phèn để gia tăng sản xuất tại kho quân khí, ngôi nhà 100, đơn vị huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao. Bên cạnh đó, duy trì mô hình hũ gạo dân quân, vận động hỗ trợ xây dựng cho gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, mô hình tiếp bước em đến trường. Qua các mô hình đã có 89 lượt tập thể, 287 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được, đồng thời đề nghị cụm tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt và phong trào thi đua quyết thắng.